Bệnh đau lưng này của tôi đau lâu lắm rồi, vào khoảng 20 năm nay rồi. Nhưng mà khi mà để buốt xuống chân này thì vào khoảng độ 7-8 năm. Tôi được bạn bè giới thiệu vào bệnh viện Việt Đức này để thăm khám. Sau một thời gian bác sĩ chụp phim rồi cộng hưởng từ thì cái vấn đề của tôi là bị trượt đốt 5L1 và bị trạch cái cột sống. Khám thì bác sĩ bảo là phải mổ cũng được. Sau khi mổ xong một cái là tôi đã xuống dưới phòng nghỉ đấy, là hai chân tôi là không thấy đau buốt nữa. Thế sau khi mà những cái bài tập mà bác sĩ cho ấy thì là tôi nâng được cái cơ mông này lên, thì từ đấy là tôi thấy hết đau và tôi đi lại thì tôi cứ đẩy cái ghế đấy để tôi tập đi. Một ngày là tôi tập 2 tiếng. Cái vết mổ của tôi thì 2 ngày thì tôi rửa nước muối 1 lần đấy, rửa oxy già, thế thì nó lành liền luôn. Các bài tập cuối gần thì bắt đầu thì có thể tập được rồi, sau 1 tháng là tập được rồi. Vâng ạ. Vâng. Và nó có các bài tập trong cái bản hướng dẫn để người chị ấy. Vâng. Nó có các bài tập từ nhẹ đến nặng. Vâng. Mục đích là làm sao mà tập để cho vận động cái khối cơ lưng và khối cơ bụng. Dạ. Giúp cho nó làm cho cuộc sống nó tốt hơn, nó vững hơn, làm không những làm cho cái phục hồi chức năng của cuộc sống này nó tốt hơn, mà nó giúp cho cái điện đệm ở các cái nút liền kề đấy nó cũng sẽ đỡ bị ảnh hưởng, ít bị ảnh hưởng.